đảng hốt đất dân, quan rút đất đảng, trò chơi đảng bày, dân luôn bị thua. Vụ bắt ông Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập tờ báo Thanh Niên và chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn truyền thông Thanh Niên, tờ báo Quốc Doanh đến tờ báo Tự Do đều nhắm vào phân tích mổ xẻ nguyên nhân đã đưa ông Nguyễn Công Khế vào tù. Đó là sai phạm tại khu đất 151 đến 155 Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nước thì lại đi cướp đất của dân. Ở chế độ này từ lâu đã hình thành một dòng chảy đất đai mà dường như không ai có thể cản được. Đó là nhà nước chuyên cướp đất của dân rồi quan chức chiếm đoạt lại đất đai của nhà nước. Ở đất nước này đã có quá nhiều vụ cướp đất lớn mà cho đến nay và mãi mãi là vết nhơ nói lên bộ mặt thật của chế độ. Đó là những vụ như Tiền Lãng, Hải Phòng, Văn Giang, Hưng Yên, Dương Nội, Đồng Tâm Hà Nội, Vườn Rau Lộc Hưng và Thủ Thiêm tại Sài Gòn. Dân mất đất về tay của nhà nước phải vật vã khổ sở khiếu nại từ năm này sang năm khác mà không có kết quả. Trong khi đó, bao nhiêu khu đất vàng đã bị quan chức cấu kết với nhau, lùa vào tay các doanh nghiệp sân sau để mà hưởng chênh lệch. Khu đất 151 đến 155 Bến Vân Đồn, quận 4 vốn là đất của doanh nghiệp nhà nước, nhà máy thuốc lá Sài Gòn. Nhà máy thuốc lá có ý định bán khu đất này, tờ báo Thanh Niên được coi là một doanh nghiệp nhà nước, lập tờ trình thủ tướng xin mua và được chấp nhận. Tuy nhiên, sau khi mua được khu đất này, ông Nguyễn Công Khế không xây trụ sở mà bán lại cho Neverland, một doanh nghiệp của tư nhân. Cơ chế là do con người tạo ra, đất của nhà nước được bán cho một doanh nghiệp nhà nước nên họ bán theo dạng chỉ định. Đây là kẽ hở rất lớn bởi một khi đất rơi vào tay doanh nghiệp nhà nước và từ đó các quan chức nghĩ cách chuyển lòng vòng để rồi cuối cùng rơi vào tay tư nhân. Giá chỉ định thì rất thấp so với giá thị trường nhưng được bán cho doanh nghiệp tư nhân thì bán với giá thị trường. Số tiền chênh lệch này rất lớn và đã làm giàu cho không biết bao nhiêu quan chức của đảng. Ông Nguyễn Công Khế nằm trong bộ máy này, ông cũng không dại gì mà bỏ qua cơ hội vàng như thế. Tờ báo Thanh Niên sử dụng cơ sở 151 đến 155 Bến Vân Đồn chỉ khoảng một năm rồi rời đi để khu đất này chuyển đổi mục đích. Ban đầu dự định xây cao ốc văn phòng và trưng dụng một số tầng làm trụ sở của tờ báo. Nhưng cuối cùng lô đất đắc địa này đã rơi vào tay Novaland. Đây được gọi là chiêu đẩy đất đi lòng vòng sao cho đến đích cuối cùng là bán cho tư nhân với giá thị trường để mà hưởng chênh lệch. Cách chuyển nhượng lòng vòng như vậy cũng tương tự như với cách mà các quan chức cơ cấu cho con em mình lên cao. Ví dụ ông Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được anh vợ Tô Lâm liên tục đẩy vào các chức vụ rất nhanh. Từ Giám đốc Công an Đắk Lắk 1 năm 155 ngày qua Giám đốc Công an Đồng Nai 2 năm 216 ngày, Cục trưởng Cục An ninh Nội bộ 1 năm 150 ngày và hiện nay là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương được 3 tháng. Đất nhà nước ở số 151 đến 155 Bến Vân Đồn được phù phép biến thành đất tư nhân rất nhanh. Khu đất 151 Bến Vân Đồn bị chuyển nhượng lòng vòng nhưng mỗi chức năng chỉ thực hiện trong một thời gian rất ngắn rồi lại chuyển đổi mục đích tiếp là những cách lợi ích nhóm đối phó với quy định. Trong bổ nhiệm người thân cũng dùng cách này, bài này quá quen thuộc và gần như quan chức áp dụng trong mọi lĩnh vực, mọi hoàn cảnh. Chính nó đã đem lại lợi nhuận rất lớn cho những kẻ có quyền thế trong tay. Kỳ họp Quốc hội bất thường lần này có bàn về luật đất đai sửa đổi, cũng giống như bao lần khác, sửa tới sửa lui nhưng cuối cùng dân vẫn bị mất đất và biến thành dân oan. Đất của nhà nước vẫn cứ rơi vào tay tư nhân và những nhóm lợi ích thân hữu của họ. Người cộng sản làm luật để lách chứ họ không làm luật vì sự công bằng, vì sự phát triển và bền vững của đất nước. Trong trò chơi của Đảng, dân luôn là kẻ thua cuộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Đảng hốt đất của dân, quan rút đất của đảng, trò chơi đảng bày, dân luôn bị thua. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Tướng Lê Hồng Nam có mối thâm thù gì với chân dài Ngọc Trinh đây? Tiêu chuẩn kép là đặc sản, tập trưng cho cái gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
người dân không xa lạ gì với những chuyện như người dân bắt trộm hai con vịt về nhậu thì bị tuyên án 7 năm tù, còn cựu phó thống đốc ngân hàng nhà nước trộm của nhà nước tới 15.000 tỷ đồng lại được hưởng án treo. Thường dân Ngọc Trinh bị đề nghị mức án từ 2 đến 7 năm tù chỉ vì lái xe không an toàn. Luật pháp nghiêm minh là luật pháp bình đẳng với mọi thành phần của xã hội, bất kể người có chức có quyền hay thứ dân. Đấy mới là nhà nước pháp quyền. Còn nhà nước của Đảng thì là loại nhà nước gì đây? Nó là nhà nước độc tài. Cách áp dụng luật pháp của nhà nước này không khác gì nhà nước phong kiến trước kia. Thời phong kiến, thường dân phạm tội thì bị lao tù, thậm chí bị lưu đày hoặc xử tử. Tùy theo mức độ, nhưng với quan chức thì thường dân cởi áo quan và đánh vào áo như là hình phạt tượng trưng vậy. Thời Tam Quốc, ngựa của Tào Tháo bất ngờ dẫm nát ruộng lúa của dân, trong khi chính Tào Tháo ra lệnh ngựa của ai dẫm lên lúa thì bị xử chém. Thế nhưng cuối cùng Tào Tháo lại xử chém chính mình bằng cách cắt tóc thay đầu. Ngày nay chính quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng làm theo cách chẳng khác gì thời phong kiến. Quan chức phạm tội thì phạt rất nhẹ, thường dân phạm tội thì lại phạt vô cùng nặng. Ông Mai Tiến Dũng khi còn là Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói rằng: chúng ta sai, chúng ta xin lỗi. Dân sai, dân chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Câu nói này cho thấy bản chất của chế độ, họ nhẹ tay với quan và luôn mạnh tay với dân, dù phạm cùng một tội. Vào ngày 14 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1989, người mẫu, diễn viên quê Trà Vinh, về tội gây rối trật tự công cộng. Ngọc Trinh bị truy tố theo khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù và có tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Được biết cái gọi là công cộng ở đây được công an diễn giải một cách tùy tiện là không gian mạng. Thiếu tá quân đội lái xe đâm chết người chỉ bị phạt có 14 tháng tù thôi. Để biết bức án này nặng đến đâu thì có thể tham khảo bản án vào ngày 5 tháng 12 năm 2023 do Tòa án Quân sự khu vực 2 thuộc quân khu 5. Đây là bản án xử sơ thẩm ông Hoàng Văn Minh, 37 tuổi, cựu thiếu tá thuộc một đơn vị quân đội đóng ở tỉnh Ninh Thuận, về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ. Ông thiếu tá này vừa lái xe ô tô, vừa nghe điện thoại và rẽ vào ngân hàng mà không quan sát nên đã tông vào nữ sinh. Theo tòa, thời điểm ông Minh lái xe nơi rẽ phải, Húc và em Hồ Quang Anh là học sinh lớp 12 từ phía sau đang chạy cùng chiều, làm nữ sinh này đâm xe vào cột điện. Điều đáng nói là ngay khi xảy ra tai nạn, ông Minh đã bỏ mặc nạn nhân chỉ lo gọi điện cầu cứu với anh ba, anh tư nào đó cho chính mình. Kết quả là người nữ sinh này đưa vào bệnh viện thì đã quá muộn và nữ sinh đã qua đời. Một số luật gia cho biết tội của Ngọc Trinh không đến mức phải đi tù, chỉ cần phạt tiền và giam giữ phương tiện như bao vụ lái xe không an toàn khác. Việc diễn giải nơi công cộng là không gian mạng là cách bẻ luật theo ý của công an và viện kiểm soát ở đây. Thiếu tướng Lê Hồng Nam đang tự vẽ luật theo ý của mình. Ngay từ đầu, việc ông thiếu tướng giám đốc công an Thành phố Hồ Chí Minh cho bắt giam Ngọc Trinh đã là sự tùy tiện. Tuy nhiên, thay vì thả Ngọc Trinh và chỉ xử phạt thông thường, thì ông này lại dùng báo chí để diễn giải luật tùy tiện nhằm gỡ tội cho công an và buộc tội cho Ngọc Trinh. Cách ông Lê Hồng Nam làm không khác gì ông Tô Lâm, khi sai thì cho báo chí vào cuộc kết tội nạn nhân để cố chứng minh là công an đúng. Đây là trò bẩn mà có lẽ chưa có cơ quan cảnh sát khác nào trên thế giới có thể nghĩ ra. Vì sao ông Lê Hồng Nam lại triệt hạ Ngọc Trinh như kẻ thù đến như vậy? Có lẽ cái tội nặng nhất của cô người mẫu chân dài này là con của thường dân. Nếu Ngọc Trinh là con của quan chức thì cô đã không bị công an tùy tiện kết tội như thế, mà có khi còn được gỡ tội cho cô như đã làm với ông thiếu tá tông chết người kia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin tướng Lê Hồng Nam có mối thâm thù gì với chân dài Ngọc Trinh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de